Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, quạt trần là vật dụng rất bình thường trong các gia đình giúp không gian sống của chúng ta trở nên mát mẻ, sảng khoái hơn. Tuy nhiên thì hiếm ai biết việc treo quạt trần trong nhà cũng cần tuân theo những quy tắc phong thủy nhất định. Có 5 vị trí được coi là đại kỵ, xui xẻo, tuyệt đối không được lắp quạt trần, kẻo tai ương dồn dập kéo đến, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi hết. Thậm chí là cả sức khỏe và cả tính mạng của các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu về vấn đề này để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Nhiều người không có thói quen sử dụng quạt bàn mà thường dùng quạt trần ở nhà. Tác dụng của hai loại quạt này không có gì khác nhau. Chính vì thế mà theo phong thủy học thì những điều cấm kỵ cần chú ý đối với quạt trần cũng có thể áp dụng tương tự đối với quạt bàn hay là quạt treo tường. Tuy nhiên thì xét về tổng thể, quạt trần được lắp trên trần nhà tạo cảm giác đè nén, lực gió cũng mạnh hơn, khí thế vượng hơn quạt bàn. Chính vì thế nếu không chú ý đến phong thủy thì nó sẽ gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng hơn quạt bàn rất là nhiều. Có những vị trí này trong nhà không nên lắp đặt quạt trần. Các vị trí đại kỵ không nên lắp quạt trần. Bên dưới quạt trần là vật dụng có người ngồi thường xuyên. Điều trước tiên cần chú ý đó là khi xác định vị trí lắp quạt trần tuyệt đối không được lắp ở vị trí mà ngay thẳng bên dưới quạt là những vật dụng mà con người thường xuyên ngồi đó như là bàn ăn, bàn trà, bàn làm việc hay là giường ngủ. Nguyên nhân cơ bản là vì nếu lắp quạt trần ở vị trí đó thì ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, người ngồi dưới sẽ bị sát khí, áp đỉnh sát, bao trùm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như là tinh thần, dễ gây đau đầu, chóng mặt hoặc là gây ra các bệnh về thần kinh. Cách tốt nhất là tránh khỏi những vật dụng đó càng xa càng tốt khi lắp đặt quạt trần. Thêm nữa thì quạt trần không nên lắp quá thấp, khiến cho gió không tỏa đều mà thổi trực tiếp với lực rất là mạnh, dễ thổi bay tài khí trong nhà, khiến tài lộc khó tích tụ. Hơn nữa, đây cũng là một điều bất lợi khi xét đến yếu tố an toàn, người đi lại bên dưới dễ gặp nguy hiểm, nhất là những người có chiều cao khủng. Nếu trần nhà mà quá thấp thì nên cân nhắc khi muốn lắp quạt trần, bạn có thể chọn những loại quạt có kích thước thích hợp với căn nhà mình để không phạm phải phong thủy. Cũng có thể sử dụng điều hòa hay là quạt bàn để phù hợp hơn với không gian trong nhà. Ngoài ra thì nhìn từ góc độ phong thủy, gió từ quạt trần cũng khác nhiều so với gió của quạt bàn. Quạt trần thổi gió đi bốn hướng, dễ thổi bay cả tài khí vốn đang tích tụ trong nhà. Tài khí vốn đã khó tụ, nếu bị gió làm cho lung lay thì càng thêm khó khăn hơn để tài khí được giữ lại trong căn nhà. Nếu gia đình bạn cứ mãi nghèo, kinh tế không vững vàng, tiền bạc cứ có rồi lại mất, làm bao nhiêu thì cũng không đủ chi tiêu, thì có thể xem xét nguyên nhân liệu có phải do lắp đặt quạt trần không hợp phong thủy hay không. Trong trường hợp này thì tốt nhất nên tháo bỏ quạt trần và dùng quạt bàn, nếu không thì tìm vị trí thanh long trong nhà để trợ thêm lực cho tài lộc được thêm phần tăng tiến. Đừng để một chiếc quạt trần nhỏ khiến cho tài vận của gia đình tiêu tán, kinh tế càng ngày càng thêm lụi bại. Lắp quạt trần thẳng với cửa ra vào. Nếu quạt trần được lắp ở vị trí thẳng với cửa ra vào thì đã phạm phải nguyên tắc tàng phong tụ khí trong phong thủy, khiến cho gia chủ chẳng những không thể tụ tài mà còn bị tán tài tán lộc, khó tụ nhân khí. Đây là điều bạn cần cân nhắc khi lắp quạt trần trong nhà. Tài khí vào nhà là thông qua cửa ra vào, vậy nên nếu quạt trần lắp ở vị trí đối diện cửa ra vào thì ngay lập tức sẽ khiến cho tài khí vừa vào đến nhà đã bị thổi ngược ra ngoài. Vận trình tài lộc của gia chủ khó để tăng tiến. Nếu phòng có diện tích quá nhỏ thì không thể tránh được trường hợp quạt trần và cửa ra vào thẳng nhau thì hãy chuyển sang dùng quạt bàn hay là điều hòa để không phạm phải đại kỵ này. Quạt thổi thẳng vào giường ngủ hay là sofa. Điều này cũng áp dụng tương tự với quạt treo tường, cần chú ý khi lắp đặt bởi nó gây ra rất nhiều tác động xấu. Thứ nhất, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sống trong nhà. Thứ hai là gây bất lợi cho vận trình của gia chủ. Quạt thổi thẳng vào người dễ khiến nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, dẫn đến cảm cúm, thậm chí là trúng phong, khiến cho sức khỏe bị suy giảm rõ rệt. Trong những trường hợp này thì bạn có thể xem xét thay đổi vị trí lắp đặt hoặc sử dụng điều hòa để giảm bớt tác hại. Không được lắp quạt trần ở phương vị bạch hổ. Thanh long vị cát, bạch hổ vị hung, thanh long thiên động, bạch hổ thiên tĩnh. Ta có thể xác định phương vị thanh long bạch hổ đơn giản bằng cách chúng ta đứng ở giữa phòng, mặt hướng về phía cửa phòng. Khi đó thì bên tay trái chúng ta là thanh long vị, còn bên tay phải là bạch hổ vị.
Bạch hổ là hung vị, lắp đặt quạt ở đây dễ khiến cho vận trình của gia chủ càng ngày càng sa sút, bị tiểu nhân ngáng trở, công việc khó bề suôn sẻ, tài lộc thì hư hao. Không lắp quạt trần quá thấp. Không nên lắp đặt quạt trần quá thấp, gió thổi trực tiếp xuống sàn nhà khiến cho những vận may nhỏ cũng có thể mất đi. Hơn nữa, từ góc độ thực tế thì đặt quạt trần quá thấp không có lợi cho việc di chuyển của mọi người trong gia đình cũng như là sự cân bằng nội thất trong ngôi nhà. Những vị trí thích hợp để lắp đặt quạt trần. Lắp đặt quạt trần tưởng dễ mà không hề đơn giản, công việc này đòi hỏi phải lưu ý rất là nhiều. Để có thể lắp quạt trần đúng nguyên tắc phong thủy, trước tiên thì gia chủ cần hiểu rõ 4 phương vị ngũ hành bao gồm chu tước, ngụ ở phía trước, thường chỉ ở hướng nam, ngũ hành thuộc hỏa, còn gọi là tiền chu tước. Huyền vũ, ngụ ở phía sau, thường chỉ hướng bắc, ngũ hành thuộc thủy, còn gọi là hậu huyền vũ. Thanh long, ngụ ở phía bên trái, thường chỉ hướng đông, ngũ hành thuộc mộc, còn gọi là tả thanh long. Bạch hổ, ngụ ở phía bên phải, thường chỉ hướng tây, ngũ hành thuộc kim, còn gọi là hữu bạch hổ. Theo các chuyên gia phong thủy, thanh long vị là nhuệ thú, có thể thúc đẩy các khí, chủ quý nhân. Còn bạch hổ vị là hung thú, thường mang tới tai họa, chủ tiểu nhân. Vì vậy, khi lắp đặt quạt trong nhà nói chung và quạt trần nói riêng, các gia đình nên lắp đặt theo phương vị thanh long và tránh bạch hổ để gia đình có thể tránh được tai ương, vận hạn, xui xẻo, gặp may mắn, được quý nhân phù trợ. Bên cạnh quạt trần thì điều hòa cũng là một thiết bị làm mát phổ biến quen thuộc trong mọi gia đình, nhưng phần lớn chúng ta chưa biết nên lắp điều hòa, máy lạnh ở vị trí nào trong nhà để có được sức khỏe tốt, hợp phong thủy, giúp nâng cao vượng khí cho căn nhà mà chỉ dừng lại ở mức độ thuận tiện trong sử dụng. Trong phần tiếp theo thì hãy cùng phong thủy may mắn tìm hiểu về những vị trí đại kỵ không nên lắp điều hòa, từ đó đưa ra những quyết định để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng như là tránh làm hao tài tán lộc nhé. Theo quan niệm của phong thủy, những vật dụng trong gia đình như là tủ lạnh, điều hòa thuộc hành kim, vì thế khi điều hòa hoạt động sẽ có ảnh hưởng tương đối lớn đến phong thủy trong phòng. Muốn tìm được vị trí thích hợp để lắp đặt điều hòa, đầu tiên thì cần phải chú ý đến mệnh của các thành viên trong nhà. Nếu trong nhà thành viên nào hợp với mệnh kim sẽ bày trí điều hòa phù hợp với hướng tương ứng. Ví dụ, bố hợp mệnh kim nên đặt điều hòa hướng Tây Bắc, mẹ thuộc mệnh kim thì nên đặt điều hòa hướng Tây Nam. Gió của điều hòa sẽ tạo ra từ trường phong thủy. Cửa điều hòa hướng lên trên sẽ có lợi cho phong thủy trong phòng vì gió thổi lên sẽ tạo được sự lưu thông, điều hòa không khí tốt nhất cho phòng. Bên cạnh cách xác định phương hướng khi lắp đặt điều hòa trong căn phòng có nhiều vượng khí nhất, có một vài lưu ý như sau. Điều hòa không được thổi trực tiếp vào tài vị. Mỗi vị trí lắp điều hòa sẽ mang đến một vận mệnh khác nhau. Nếu bạn xác định vị trí lắp điều hòa mà gió điều hòa thổi vào tài vị thì sẽ không được tốt. Khí tài sẽ bị lọt, nhân khí sẽ thưa thớt và gia đình sẽ luôn trong trạng thái lạnh lẽo, không ấm cúng. Đây là một trong những điều cấm kỵ nhất khi lắp đặt điều hòa, đặc biệt là đối với những gia đình làm kinh doanh. Ngoài ra thì trong các phòng riêng biệt của căn nhà, nếu muốn lắp điều hòa thì cũng cần lưu ý một số điểm sau. Đầu tiên là phòng khách. Cửa chính ngôi nhà là điểm tài khí, vì vậy nếu máy điều hòa thổi thẳng với cửa chính thì khí tài trong nhà bị thổi hết ra ngoài và trong nhà cũng không có cảm giác ấm cúng. Nếu bạn đã lắp đặt điều hòa đối diện cửa chính thì bạn có thể hóa giải bằng cách đặt một bình phong bằng kính hoặc là treo rèm hạt châu tại huyền quang. Cửa gió của điều hòa nếu thổi thẳng vào ghế sofa chính trong phòng khách thì sẽ tạo cảm giác chỗ tựa không chắc. Điều này sẽ ảnh hưởng tới vận thế của công việc và sự nghiệp, vì thế cách tốt nhất để hóa giải điều này là để hướng gió của điều hòa chếch sang hai bên ghế hoặc là dịch chuyển vị trí của ghế. Thứ hai là phòng bếp. Phòng bếp là chỗ nấu ăn cho cả nhà. Nếu gió điều hòa thổi thẳng vào bếp thì ảnh hưởng đến lửa, không đủ năng lượng để nấu. Bên cạnh đó thì điều hòa để ở vị trí như vậy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người ăn. Bếp núc là biểu tượng của tình cảm, cho nên bài trí như vậy cũng rất dễ ảnh hưởng xấu đến đời sống vợ chồng. Vì thế, khi lắp đặt điều hòa trong không gian phòng bếp, gia đình bạn cố gắng lắp ở vị trí an toàn, sao cho gió của điều hòa không thổi thẳng vào bếp.
Tiếp theo là phòng ăn. Máy điều hòa sử dụng một thời gian sau sẽ khó tránh được có bụi. Nếu lắp điều hòa có gió thổi thẳng vào bàn ăn thì sẽ khiến cho đồ ăn bị bụi bám vào và nhanh nguội. Do vậy, điều hòa nên lắp gần bàn ăn nhưng nên tránh chiều gió thổi thẳng vào bàn. Phòng đọc sách. Lắp điều hòa trong phòng đọc sách sẽ giúp cho không khí trong phòng luôn mát mẻ, dễ chịu, rất thuận lợi cho việc tập trung suy nghĩ học tập. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lắp đặt điều hòa chiếu thẳng vào đầu, dễ làm cho người trong phòng mất tập trung, chóng mặt. Phòng ngủ. Khi cơ thể trong trạng thái ngủ, hệ hô hấp gần như không được phòng vệ, vì thế nếu gió của điều hòa thổi thẳng vào người sẽ khiến cho cơ thể dễ cảm lạnh, dễ gọi là tà khí đến. Do đó nên để hướng của gió điều hòa thổi lên trên hoặc là mở hé rèm cửa trong phòng để cân bằng gió lạnh. Nếu như kê giường ngủ phía dưới máy điều hòa nhiệt độ thì khí âm hoặc là khí lạnh mà nói thổi trực tiếp xuống sẽ phá vỡ sự cân bằng vốn có của khí trường bao bọc cơ thể, làm cho chức năng trao đổi chất của cơ thể bị ảnh hưởng, khiến khả năng miễn dịch của cơ thể bị giảm xuống, thường dễ dẫn tới chứng cảm cúm hoặc là viêm khớp. Bởi vậy, vị trí lắp đặt máy điều hòa cho phòng ngủ hợp lý chính xác thường là ở mé trái hoặc là mé cửa ra vào, hết sức tránh luồng khí do máy điều hòa thổi xuống sộc thẳng vào giường nằm. 8. Vị trí lắp đặt điều hòa hợp lý cực hay có thể bạn chưa biết. Đặt trên hoặc là hai bên cửa ra vào. Vị trí phía trên hay là hai bên cửa ra vào là nơi thích hợp nhất để lắp đặt một chiếc máy điều hòa. Tại đây, điều hòa có thể vận dụng tối đa luồng gió, làm mát cho người sử dụng ngay khi bước vào phòng. Ngoài ra thì đặt điều hòa ở cửa ra vào sẽ không làm ảnh hưởng tới không gian trong căn phòng, tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi, không ảnh hưởng tới các đồ nội thất có chiều cao sát trần. Biến chiếc điều hòa thành đồ nội thất trang trí. Đây là cách trang trí nội thất hữu hiệu nhất. Bạn không cần phải nhất thiết đưa điều hòa vào bên trong đồ nội thất hay là xen kẽ với những trang thiết bị gia dụng nào. Đơn giản chỉ là cách bạn phối các gam màu và hình khối của điều hòa phù hợp với gam màu tường và những nội thất khác. Điều hòa sẽ lập tức trở thành một món đồ trang trí lấp đầy không gian trống trong phòng. Điều hòa chìm vào trong một bức tường. Nếu bạn đang tân trang lại căn nhà của mình thì việc lắp điều hòa chìm sâu trong bức tường, điều hòa âm tường là cách lắp đặt hiện đại và thông minh, tạo cảm giác tươi mới cho nhà bạn. Việc lắp đặt như thế này không những tiết kiệm không gian phòng mà còn giúp tăng chiều sâu cho các phòng khi kết hợp với ánh đèn. Đặt ở trên hoặc là bên cửa sổ phòng. Lắp đặt điều hòa phía trên hoặc là cạnh cửa sổ sẽ là lựa chọn tối ưu cho những căn phòng có diện tích nhỏ với nội thất được bày cao vây quýt xung quanh. Đây là vị trí còn lại duy nhất để lắp đặt điều hòa. Khoảng cách giữa trần nhà và cửa sổ đã được tính toán sẵn để cho người đặt vừa đủ một chiếc máy làm mát công suất nhỏ. Tuy nhiên thì đối với những căn phòng có ánh nắng mặt trời chiếu gắt mạnh mẽ vào cửa sổ, tốt nhất là ta nên chọn phương án khác. Điều hòa trong một tủ hay là trong một đơn vị nội thất mở. Điều hòa được lắp đặt bên trong một chiếc tủ sách, tủ treo là cách lắp đặt giúp cho căn phòng của bạn trông gọn gàng và hài hòa hơn. Ở vị trí này thì từ trên cao không khí lạnh sẽ lan tỏa khắp phòng, làm mát cho người sử dụng. Thông thường thì cách lắp đặt này được chọn khi lắp điều hòa cho phòng khách, máy sẽ góp phần làm tôn thêm sự sang trọng và tinh tế hơn cho căn phòng. Đặt bên trên một kệ sách. Cách lắp đặt này được xem là một cách làm chuyên nghiệp thay vì giấu máy sâu trong đồ nội thất hay là đặt nó tại các góc khuất. Với bí kíp này thì điều hòa có thể trưng bày ra nhiều nhất có thể. Không còn là một chiếc hộp treo lơ lửng giữa tường, giờ đây ta chỉ cần lắp đặt nó trên một kệ sách cao có cùng gam màu kích cỡ với máy và đồ đạc trong phòng. Không gian phòng sẽ được mở rộng tối đa, cách lắp đặt không những không tạo được sự bất tiện mà như một cách làm mới cho căn phòng. Lắp đặt điều hòa bên cạnh giường ngủ. Vị trí lắp điều hòa trong phòng ngủ tối ưu nhất. Điều hòa chỉ nên được lắp đặt bên trái hoặc là bên phải của giường ngủ. Không nên lắp máy đối diện trực tiếp với giường để tránh khí lạnh thổi vào người. Vì khi ngủ, sức đề kháng của hệ hô hấp rất yếu, dễ bị tổn thương, gây hại cho sức khỏe. Đặt máy tại hai bên giường, khí lạnh sẽ lan tỏa nhẹ nhàng, giúp cho bạn có một giấc ngủ thoải mái hơn. Che giấu điều hòa bằng nội thất. Với một chút đầu tư và điều chỉnh đúng mực, bạn hoàn toàn có thể làm biến mất chiếc điều hòa của mình bằng một tấm mạng khung ngang, miếng mạng được minh họa cụ thể như hình ở bên dưới.
Miếng màng này thì hoàn toàn che lấp được chiếc điều hòa nhưng vẫn tạo đủ không gian trống để không khí mát được lan rộng ra bên ngoài. Không khí trong phòng vẫn luôn được điều hòa một cách tốt nhất dù không thấy bóng dáng của điều hòa. Cách lắp đặt như vậy thì cũng góp phần tiết kiệm được diện tích cho những căn phòng nhỏ, đồng thời tạo cảm giác luôn thông thoáng. Quý vị thân mến, những mẹo phong thủy khi lắp đặt quạt trần và điều hòa mà Phong Thủy May Mắn vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp cho quý vị có những hiểu biết sâu sắc hơn, giúp cho quý vị bảo vệ được sức khỏe cũng như là thu hút tài lộc cho gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để có thêm những kiến thức về tử vi phong thủy. Chúc quý vị và các bạn chọn được vị trí lắp quạt trần và điều hòa vừa phù hợp với nội thất bài trí căn phòng, lại vừa hợp với phong thủy của gia chủ, nâng cao sức khỏe, nghênh đón nhân tài. Hẹn gặp lại quý vị vào các video sau.